Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong thủy Tuệ Khanh. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về tử vi của những gia chủ tuổi 1973 Quý Sửu nữ mạng trong năm 2023 năm Quý Mão. Thưa quý vị, phụ nữ tuổi Quý Sửu nếu sinh vào mùa xuân là thuận mùa sinh, thường được cuộc sống thanh nhàn, ổn định. Tuy nhiên, nếu sinh vào mùa thu thường phải sống cuộc đời khó khăn lận đận, vất vả và lo toan cuộc sống gia đình. Những gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 ghét cái thói xu nịnh và thường là tự lập nghiệp ở phương xa mà không cần sự giúp đỡ của người khác. Những người này có số quý nhân giúp đỡ. Dù gặp những tai nạn nguy hiểm, song nhờ được ký âm phúc của tổ tiên nên là mọi việc đều được qua khỏi. Quý vị cũng nên là ăn ở hiền lành, tu nhân tích đức để có được cái cuộc sống ổn định, thanh thản khi về già. Những gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 thì là âm nữ. Người này có ngũ hành bản mệnh là tang đố mộc, có cung mệnh là cung càn thuộc kim. Người này được gọi là lan ngoại chi ngưu, có nghĩa là trâu ngoài chuồng. Có xương là xương con trâu, tướng tinh là tướng tinh con cua biển. Con nhà thanh đế, quan lộc, tân khổ. Năm 2023 năm Quý Mão, những gia chủ tuổi 1973 Quý Sửu là 51 tuổi. Nữ mạng 51 tuổi thì gặp sao hạn là sao La Hầu, gặp hạn năm là hạn Diêm Vương. Năm nay gia chủ bị phạm kim lâu, bị phạm hoang ốc nhưng mà không bị phạm tam tai. Đó, vậy nên là quý vị khi xây nhà thì cũng cần phải hết sức lưu ý. Thưa quý vị, trong năm 2023 năm Quý Mão thì những gia chủ tuổi Quý Sửu không phải chịu tác động trực tiếp từ thái tuế. Vậy nên năm 2023 năm là một năm mà cực kỳ ổn định, không có nhiều sóng gió. Tuy nhiên thì cũng do đó mà bản mệnh khó có thể tìm kiếm được những cơ hội như mong muốn và ít có thời điểm để thể hiện được cái điểm mạnh của bản thân. Với những người làm ăn kinh doanh thì ngày càng được thuận lợi do là có cách lượng khách hàng đều đặn ra vào và tiền bạc thì cũng cứ thế mà dư ra. Về chuyện nhân duyên của bản mệnh trong năm nay thì những gia chủ tuổi Quý Mão rất vượng về đào hoa. Do đó là gì? Quý vị cũng cần phải tránh những cái đụng độ về đào hoa xấu. Đấy, tránh những chuyện ngoại tình bồ bịch linh tinh làm ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình của chính quý vị. Đồng thời quý vị cũng phải biết quan tâm nhiều hơn đến gia đình để gìn giữ cái hạnh phúc cho mình. Năm nay thì quý vị cũng nên tăng cường tập thể dục thể thao và tham gia các hoạt động bổ ích phù hợp với cái độ tuổi của mình. Nếu không thì rất dễ có nguy cơ gặp phải những cái vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Nếu có điều kiện thì quý vị cũng dành thời gian đi khám bệnh toàn diện để sớm phát hiện và kịp thời loại trừ những cái mầm bệnh nó ấp ủ trong cơ thể. Xét về vận hạn năm Quý Mão năm 2023 của những gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 thì những người này có sao chiếu mệnh là sao La Hầu, có hạn năm là hạn Diêm Vương. Năm nay gia chủ bị phạm kim lâu, bị phạm hoang ốc nhưng mà không bị phạm tam tai. Chúng ta xét về mối quan hệ địa chi thì có Sửu là âm thổ, Mão là âm mộc, mộc khắc thổ. Như vậy là gì? Những người tuổi Quý Sửu năm 2023 là bị thái tuế khắc. Khi bị thái tuế khắc thì cái công việc làm ăn nó sẽ bị trắc trở, bị nhiều trắc trở, bị tiểu nhân hãm hại. Vậy nên là trong cái thời gian này quý vị cần phải tránh những cái chuyện tranh chấp với anh em bạn bè hoặc với người thân. Do là bị cái vận trình của năm nó khắc, đâm ra là công việc nó sẽ gặp nhiều trắc trở, dễ bị lừa gạt về tiền bạc và phần sức khỏe của quý vị cũng sẽ không tốt. Vậy nên trong năm nay quý vị cũng cần phải luôn mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế. Cái kim bài thái tuế là một cái pháp khí phong thủy để nghênh thái tuế. Đúng không? Khi được quý thần tương trợ giúp đỡ thì mọi việc sẽ hanh thông thuận lợi. Cái kim bài thái tuế là một cái pháp khí phong thủy được làm bằng đồng đỏ, đồng mạ vàng 24K. Mặt trước của kim bài thái tuế thì có in hình lưu niên thái tuế của năm 2023 năm Quý Mão là Bì Thời Đại Tướng Quân. Mặt sau thì có in lệnh phù thái tuế của năm 2023 năm Quý Mão và kèm theo niên hiệu của năm. Khi mang theo kim bài thái tuế bên mình thì để nghênh đón thái tuế, nghênh đón vị thần ngân đón, nghênh đón vị thần cai quản lớn nhất của năm để giúp cho mọi việc nó được hanh thông thuận lợi, có được tiền bạc giàu có và có được cái sức khỏe trong cái năm 2023 năm Quý Mão này. Xét về mối quan hệ tương can, chúng ta có Quý, gặp Quý là bình hòa, Tý gặp Tý gặp bình hòa hay còn gọi là Tỷ Kiên. Đấy, thì trong năm nay những người tuổi Quý Sửu cần nên đề phòng những cạnh tranh, những cái tranh chấp giữa anh chị em hoặc là giữa bạn bè hoặc là những người thân chung quanh mình. Quý vị cũng cần phải cẩn trọng có cái chuyện tiểu nhân quấy phá làm ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của mình. Ngoài ra cũng cần chú ý nghỉ ngơi và ăn uống điều độ và hoạt động thể dục thể thao đều đặn, tránh quá sa đà vào công việc khiến cho đầu óc bị căng thẳng và thân thể bị suy kiệt dẫn tới bạo bệnh.
Trong năm 2023 năm Quý Mão thì những gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 cần phải đặc biệt lưu ý đến tháng 6 âm lịch là tháng Kỷ Mùi. Tháng này nó khởi từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 năm 2023 dương lịch. Đây là một tháng đại kỵ với gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Thì những ngày này trong tháng thì quý vị cũng phải hết sức lưu ý không làm những việc gì lớn và đặc biệt cũng cần đề phòng những chuyện thị phi cũng như tiểu nhân hãm hại. Xét về sao chiếu mệnh trong năm 2023 năm Quý Mão của những gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Chúng ta biết là năm 2023 năm Quý Mão thì những gia chủ tuổi Quý Sửu là 51 tuổi. 51 tuổi gặp sao hạn là sao La Hầu. Đây là một cái sao mà mang lại những cái điều không may, bất kể đó là nam hay nữ thì đều phải cẩn thận. Người bị sao La Hầu chiếu mạng thì rất dễ bị hao tán về tiền bạc, hay bị đa sầu đa cảm, hay là mắc các bệnh về khẩu thiệt thị phi, dẫn đến là quan hệ vợ chồng bị tan vỡ, cũng như là cái quan hệ trong gia đình nó không được hòa hợp. Sao này chủ về cái mồm miệng, khi mà gặp sao này thì những cái chuyện thị phi nó ùn ùn kéo đến cái chuyện công quyền hoặc là tranh chấp, cũng như nhiều cái chuyện phiền lòng không đáng có rất dễ xảy ra. Ngoài ra những người gặp sao La Hầu này cần phải chú ý về các bệnh về máu huyết hoặc là các bệnh về tai mắt. Những người mệnh hỏa hoặc mệnh kim gặp cái sao La Hầu thì cũng sẽ gặp cái điều nguy hiểm hơn. Như vậy là cái sao La Hầu nó là một cái sao xấu, nó chủ về sức khỏe, ốm đau, bệnh tật. Vậy nên là quý vị cần phải hóa giải bằng cách là đầu năm thì quý vị hãy làm một cái lễ nghênh sao giải hạn, lễ dâng sao giải hạn, có thể là tự cùng mình đứng ra cúng hoặc là nhờ các thầy cúng cho đó. Và bên cạnh đó quý vị cũng đừng quên là luôn mang theo bên mình một cái phù giải hạn. Hãy luôn mang theo bên mình một cái phù giải hạn để hóa giải những cái tai ách vận hạn của năm, giúp cho vận trình năm nó được thuận lợi và may mắn. Đó, cái phù này đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Phù này sẽ có tác dụng hóa giải cái hạn sao La Hầu, hạn Diêm Vương và cũng như là cái hạn tam tai của năm. Đó, quý vị mang bên mình để được bình an may mắn, có được cái tài lộc trong năm. Tiếp theo tôi xét đến cái phần về hạn năm. Thì năm hạn năm nay thì quý vị gặp cái hạn là hạn Diêm Vương. Năm 2023 năm Quý Mão thì những gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 ấy, nữ mạng thì 51 tuổi gặp hạn năm là hạn Diêm Vương. Đó. Thì hạn Diêm Vương ngày xưa các cụ vẫn cố đúc trong cái câu thơ sau này: Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lầm xảy nạn chắc là mạng vong. Cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên ấy, thì chắc chắn quý vị phần nào hiểu được là hạn Diêm Vương là một hạn xấu. Theo đó khi mà gặp hạn Diêm Vương thì bất lợi rất lớn với những người phụ nữ, đặc biệt là những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Khi gặp hạn Diêm Vương thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bị đe dọa nghiêm trọng. Cái hạn Diêm Vương này nó ảnh hưởng nặng nề đến với những người đang bị bệnh, đang bị đau yếu, bệnh tật. Nếu mà không có phương án điều trị hay chữa trị kịp thời thì bệnh sẽ rất là nguy hiểm và rất lâu khỏi. Nhìn chung cái hạn Diêm Vương là hạn xấu. Thì để hóa giải cái hạn Diêm Vương này thì quý vị cần phải quan tâm đến cái bạn đời của mình, đến đối tượng của mình, tích cực để chăm sóc đến cái sức khỏe của bản thân nhiều hơn nữa. Với phụ nữ mang thai thì trong quá trình mang thai quý vị cũng cần phải lưu ý đến cái chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi một cách hợp lý. Đừng quá tập trung vào công việc kẻo mà gây nên sự căng thẳng về đầu óc. Và khi cái hạn Diêm Vương nó đến thì quý vị cũng nên chủ động nhận biết được cái mức độ nguy hiểm của căn bệnh của mình và đưa ra các phương án điều trị kịp thời. Và đồng thời quý vị cũng cần phải chủ động thăm khám và điều trị một cách đúng khoa học, tránh nghe theo bài thuốc dân gian cổ truyền làm ảnh hưởng đến cái bệnh tình của mình ngày càng nặng hơn. Bên cạnh đó thì quý vị cũng nên trau dồi kiến thức, nhân phẩm đấy, nhằm phát triển cái đường công danh sự nghiệp của mình về sau. Và đồng thời quý vị cũng làm nhiều việc thiện, tu thân tích đức cho đi và năng đi đình đền miếu phủ chùa chiền để cầu thần lễ Phật có được cái sự bình an và có sự thăng tiến về sau. Đó là toàn bộ về cái lá số tử vi, tổng quan về lá số tử vi trong năm 2023 năm Quý Mão của những gia chủ tuổi Quý Sửu. Bây giờ chúng ta sẽ xét vận hạn của gia chủ tuổi 1973 Quý Sửu trong từng tháng. Tháng đầu tiên ta xét là tháng Giêng. Tháng Giêng là tháng Giáp Dần. Trong tháng Giêng thì quý vị vẫn đang vui vầy bên con cháu. Trong tháng này thì chủ yếu gia chủ chú ý về phần sức khỏe nhé. Tiếp đến là tháng 2. Tháng 2 công việc của gia chủ thì sẽ bị người khác phá hoại. Thì quý vị cũng cần lưu ý, và trong gia đạo thì cũng có chuyện buồn. Đây có lưu niên thái tuế và thiên khốc. Vậy nên là quý vị cẩn thận những chuyện buồn đau và những tai họa ập đến. Đó. Tiếp đến là tháng 3 là tháng Bính Thìn. Trong tháng 3 thì gia chủ có thể là bị tì vết, bị dao kéo ở trên người, hoặc là cần cẩn thận những cái vật sắc nhọn đó, trong tháng này. Tiếp đến là tháng 4 là tháng Đinh Tỵ. Trong tháng 4 thì cái chuyện công việc làm ăn thuận lợi, nhưng mà quý vị cần lưu ý là có lưu niên tăng môn và cô thần. Đây
quý vị cũng cần phải cẩn thận về vấn đề sức khỏe của những người trong gia đình. Và bên cạnh đó thì để ý những người thân ấy, trong gia đình rất dễ xảy ra chuyện tang tóc do có cô thần này, trong cô thần và tang môn trong cái tháng trong tháng 4 này. Tháng tiếp theo ta xét là tháng 5 là tháng Mậu Ngọ. Thì tháng 5 đây là một tháng mà gia chủ tuổi Quý Sửu có nhiều cái tin vui trong gia đạo. Thì quý vị cũng cần phải chú ý cái vấn đề sức khỏe trong tháng này. Tiếp theo ta xét tháng 6 là tháng Kỷ Mùi. Thì tháng 6 gia đạo trong tháng này thì bị thiếu hòa khí, sức khỏe của gia chủ thì cũng không được tốt. Quý vị cần chú ý cái chuyện ăn uống trong tháng này. Tháng tiếp theo ta xét là tháng 7 là tháng Canh Thân. Trong tháng 7 thì gia chủ đón nhiều cái tin vui trong gia đạo, về việc làm ăn, về việc kinh doanh, cũng như là có tin từ những người đi xa trở về. Tháng 8 ta xét đó là tháng Tân Dậu. Trong tháng 8 âm lịch thì có sự thay đổi trong cái công việc làm ăn, hoặc là gì, con cháu thì cũng có thể là xuất hành đi xa làm ăn. Do được lệnh tháng tam hợp là Tị Dậu Sửu, đơn giản là trong cái tháng này thì quý vị có khó khăn thì cũng sẽ được có quý nhân giúp đỡ và giúp cho mọi chuyện sẽ được hành thông thuận lợi và may mắn nhiều hơn. Tháng tiếp theo ta xét là tháng 9 là tháng Nhâm Tuất. Thì trong tháng 9 có sự hao tổn nhiều về tiền bạc, cùng với đó là sức khỏe của quý vị cũng sẽ kém đi và có sự nhiều ốm đau bệnh tật trong tháng này. Đó. Tháng tiếp theo ta xét là tháng 10 là tháng Quý Hợi. Trong tháng 10 thì gia đạo của gia chủ có sự sửa sang lại, tu bổ lại nhà cửa, mộ phần, hoặc là gì, có chuyện mua bán về đất, nhà đất. Đây là một cái tháng có nhiều tin vui. Đấy, tuy nhiên là quý vị cũng cần lưu ý đến cái lưu niên bạch hổ này. Đây là một hung tinh ngư trị, đâm ra là hay xảy ra cái chuyện tai nạn bất ngờ. Tháng tiếp theo sẽ là tháng 11 là tháng Giáp Tý. Trong tháng 11 thì gia chủ có nhiều tin vui về tài lộc, được cái bộ Tý Sửu nhị hợp. Hơn nữa trong tháng này lại có phúc đức, có lộc tồn, đào hoa, hồng loan. Tháng này là rất nhiều cái tốt đến với gia chủ tuổi Quý Sửu. Tháng cuối cùng ta xét là tháng 12 là tháng Ất Sửu. Thì trong tháng 12 tài vận, tiền bạc thì của gia chủ có đều đặn, do là được cái sự biếu tặng từ con cháu, hoặc là có những cái khoản đầu tư từ trước đã thu lại được cái lợi nhuận. Và trong tháng này nếu mà quý vị có ốm đau bệnh tật thì cũng đều nhanh khỏi. Và quý vị cần lưu ý trong tháng này có lưu niên điếu khách, đâm ra là rất dễ xảy ra chuyện mất mát về tiền bạc. Đó là vận trình 12 tháng của những gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tổng quan lại về tử vi năm 2023 của những gia chủ tuổi Quý Sửu như sau. Đầu tiên ta xét về vấn đề về sự nghiệp. Thì công việc làm ăn của gia chủ tuổi Quý Sửu nữ mạng thì không có quá nhiều tiến triển trong năm nay. Quý vị hãy tiếp tục công việc của mình, không nên là chán nản hoặc là bỏ cuộc. Quý vị tập trung vào nhiệm vụ của mình, ắt sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ và trao cho những cơ hội để khẳng định cái tài năng của mình. Và thời điểm này thì quý vị cũng cần phải tránh những chuyện mâu thuẫn thị phi với đồng nghiệp, với bạn bè, và không nên tham gia vào những cái chuyện bao đồng. Quý vị hãy cư xử cởi mở và rộng lượng với mọi người, hay tâm sự với người khác. Khi đó thì các mối quan hệ nó sẽ tiến triển một cách tích cực hơn, và từ đó quý vị gặp được nhiều cái may mắn trong vấn đề về công việc của mình. Vấn đề thứ hai chúng ta xét đó là về vấn đề về tài chính. Thì tử vi học năm 2023 cho thấy là cái vấn đề tài lộc trong năm nay của gia chủ tuổi Quý Sửu thì có dấu hiệu là nhích nhẹ, tức là tăng trưởng nhẹ nhàng. Nếu mà quý vị làm việc chăm chỉ, cần cù và đầu tư vào những cái cơ hội kinh doanh mới thì quý vị có thể là đạt được những cái thành quả nhất định. Đó. Quý vị cũng không nên vội vàng nghe theo lời rủ dê dụ dỗ của người khác, kéo mà dính vào cái chuyện là mất mát tiền bạc. Để tốt nhất là nên nhờ sự tư vấn của chuyên gia, nhờ sự tư vấn của bạn bè để trước khi mà xuống tiền đầu tư vào bất kỳ một cái dự án nào. Trong thời gian này nếu mà quý gia chủ mà có ý tưởng mới thì hãy chủ động bắt tay vào thực hiện ngay, không nên để phụ thuộc vào người khác quá nhiều. Và trong quá trình thực hiện thì quý vị không tránh khỏi những va vấp, song đây cũng là những cái bài học để giúp quý vị đạt được những cái thành tựu về sau. Vấn đề thứ ba chúng ta xét đó là về vấn đề về sức khỏe. Thì trong năm nay tình hình sức khỏe của gia chủ có phần là không được tốt. Chính vì vậy mà gia chủ tuổi Quý Sửu cần phải gì, có cái chế độ nghỉ ngơi và gì, luyện tập và chăm sóc cho sức khỏe bản thân một cách đều đặn, tăng cường cái sức đề kháng và tăng cường cái ăn uống và cái chế độ luyện tập một cách điều độ. Trong năm thì có nguy cơ mà mắc một vài bệnh cảm cúm, hoặc là mắc bệnh dạ dày, bệnh đường ruột, bệnh tiêu hóa, vân vân. Đấy, thì bản mệnh cũng cần chú ý đến những cái thay đổi bất thường của cơ thể. Khi mà có dấu hiệu bất thường thì quý vị cần phải đi kiểm tra và thăm khám ngay để đưa ra các phác đồ điều trị kịp thời. Vấn đề thứ tư chúng ta xét là vấn đề về tình cảm và gia đạo. Thì đối với những gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973
thì tình yêu và các mối quan hệ trong năm 2023 là rất là tốt đẹp. Có thể quý vị đã từng cãi nhau với bạn đời, nhưng mà quý vị cũng biết cách là tháo gỡ những cái vướng mắc này. Năm 2023 năm Quý Mão, quý vị sẽ gặp được những cái nhân duyên trong công việc. Vì vậy mà quý vị, những người độc thân ấy, thì cũng lấy đây là một cái cơ hội để dẫn đến chuyện lập gia đình, cưới xin trong năm 2023 năm Quý Mão. Tuy nhiên, với phụ nữ đã kết hôn rồi ấy, thì có thể sẽ vướng vào một cái vài những cái lời tỏ tình ong bướm đong đưa của những người khác phái. Vì vậy nên quý vị cần phải vạch rõ và quyết liệt trong cái mối quan hệ của mình. Không nên mà dấn thân vào những cái câu chuyện mà ngoại tình bồ bịch linh tinh để làm gì, để chặn đứng, để làm mất hòa khí trong gia đình và dẫn đến chuyện gia đình bị tan vỡ. Đó là toàn bộ cái lá số tử vi của những gia chủ tuổi Quý Sửu nữ mạng trong năm 2023 nó Quý Mão. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.